Ở trên này thì vừa mưa vừa lạnh các bạn, nên là mọi người đang chuẩn bị ô cho nhau. Ui đứng trong này mưa có hát hết cả người đây. Thực sự rất là lạnh luôn, không phải lạnh bình thường. Ôi di chuyển lên xe các bạn nhá. Các bạn tiếp theo dõi cái cuộc hành trình về đến nhà trai. Mình sẽ chạy lên xe trước rồi, không mưa quá. Trời thì vẫn còn tối như này này các bạn. Ui lạnh quá. Lấy đà mới lùi được, lấy đà lùi phép khác. Tiến lên đi, tiến lên xong rồi lại lấy đà, mới lấy đà lùi. Lùi thế rồi. Đoàn nhà trai thì đón dâu về rồi các bạn. Cái quãng đường thì khá là xa, với lại là hôm nay mưa nữa, dính mưa bùn lầy mãi mới về đến đây được. Bây giờ là 10 giờ trưa các bạn nhá. Đang chuẩn bị làm cái lễ này. Cái này thì đám cưới người Tày nó cũng sẽ có cái này đâu các bạn. Đấy chính là cúng ở đây trước khi vào nhà. Đây là ông ngoại mình các bạn. Đó, bác Cường mọi người đang chứng kiến. Hôm nay thì đây các bạn, bà B. Rồi các bạn, bây giờ thì mọi người sẽ chuẩn bị làm lễ các bạn nhé. Đến giờ đẹp rồi, sẽ cùng nhau làm lễ. Cô dâu thì vẫn mặc cái trang phục truyền thống của dân tộc mình các bạn. Sẽ làm lễ trước bàn thờ gia tiên. Đây các bạn, các trưởng đoàn sẽ ngồi vị trí trang trọng nhất và nói chuyện với nhau. Đó. Đây chính là cái cô đưa các bạn nhé. Cũng mặc áo truyền thống. Đấy của bà xịn nhất đấy. Dậy chụp ảnh, dậy cầm chân người ta chụp ảnh. Quay về dưới này, chụp ảnh nhá mà. À, quay về đây. Ở đây. Đúng không? Cười tươi lên. Tất cả cho một tràng vỗ tay nhá.
Bây giờ bên ngoài có một là thí quà nho nhỏ để cho đây là cho gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Đi xuống cố tay phải nhá. Thôi để theo phong tục quán thế này thì nhận cho là rượu, có thứ làm thế đấy. Thôi là cứ thế mà. Rồi các bạn, sau những cái lễ ở trên nhà thì mọi người sẽ ra sân khấu các bạn nhé, ra rạp đám cưới. Cô dâu thì không mặc đồ trang phục dân tộc nữa mà là thay vào đó là áo cô dâu các bạn, áo cưới, váy cưới. Ở đây thì cái nhà rạp thì khá là đẹp này các bạn. Nhưng mà do cái thời tiết mưa ấy, nên là nó hơi bẩn một tí cái đường ấy. May là có cái thảm này. Đó, mình sẽ ghi hình một chút nhé. Trong này. Đây rồi các bạn, bắt gặp bà B. Bà B hôm nay thì bà B hôm nay là mẹ của đi hộ các bạn. Mẹ của anh chụp ảnh. Đó, dàn sân khấu khá là đẹp luôn. Chúng ta cùng có mặt tại đây là để mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho đôi bạn trọn đời thủy chung. Xin tung cánh luận hạnh phúc, hoa hé cười đón ánh nắng bình minh.
cùng hai họ, cùng toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong buổi đại lễ thành hôn của chú rể Mạnh Đổi, sánh nhân cùng cô dâu Thu Trang trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đúng là mùa xuân thì đẹp nhất hoa đào, gặp nhau đẹp nhất lời chào đầu tiên. Lời đầu tiên có bảo cùng Hoàng My xin gửi toàn thể quý vị những lời kính chúc sức khỏe, những lời chào nồng nhiệt nhất. Hai gương mặt là người đang dìu dắt nhau bước đi trên con đường của tình yêu. Chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chú rể và cô dâu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chú rể Mạnh Đổi đã đi cả một vòng trái đất mà tìm được người duy nhất anh yêu, tiền bạc cám dỗ kia còn thua kém nhiều. Bởi với cô dâu Thu Trang, đây đó chính là tất cả. Mà hôm nay trong tiếng nhạc vui rộn rã, anh sẽ đón em về cho thỏa nỗi chờ mong. Và xin được giới thiệu hết tất cả cô dâu và chú rể cho chúng ta cùng nghe. Cô dâu chúng ta được sinh ra tại mảnh đất Bát Sát, Lào Cai. Và chú rể chúng ta được sinh ra tại mảnh đất Bảo Yên, Lào Cai. Và hai bạn đã dành cho nhau một tình yêu trong sáng, một tình yêu trung thủy. Dưới sự vun vén của toàn thể các bạn nam thanh nữ tú, dưới sự đồng ý của bốn họ hai bên gia đình, dưới sự đồng tình của chính quyền sở tại, để rồi trăm năm thì lại chọn lấy một ngày. Và một ngày đại hỷ sum vầy đại gia, hôm nay tình cảm chan hòa, hai bên nội ngoại cũng thật là hân hoan. Mừng cho rể thảo dâu ngoan, mừng cho đôi bạn trẻ đã dắt tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Thưa tất cả quý vị, và hiện diện trên sân khấu bây giờ đó chính là đôi tân lang và tân gia nhân của chúng ta. Và để đáp lại tất cả tấm chân tình của tất cả quý vị thì xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng nghiêng mình để gửi đến quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành, lời tri ân sâu sắc và lời chào bắt đầu. Vâng, thưa các ông cụ, cô dì chú bác, vâng, run quá. Vâng, kính thưa các ông, các cụ, các bà, cô dì chú bác, kính thưa quan viên hai họ, tôi là anh trai họ của cô dâu Thu Trang, tôi xin thay mặt họ gia đình, họ nhà gái xin có đôi lời phát biểu ạ. Thank you.
bảo là cái gì nhỉ, Linh à, xứng đáng có 10 người yêu ấy. Vâng, xin được cảm ơn. Nhưng mà em có đến 2 người yêu mà người yêu đó chết chưa. Vô cùng lịch sử trước thềm sân khấu ngày hôm nay ạ. Ở gần nhà các bạn, thanh niên gần nhà thì được mời đọc cưới. Vâng, xin được cảm ơn và xin được trân trọng kính mời hai bà trở về với nhà ký chân dự của mình. Hôm nay thì có thêm cái anh nghiệm nữa các bạn nhé. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng bước lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Rồi các bạn, một video mình ghi hình đám cưới ở quê mình các bạn. Và hôm nay thì đám cưới em của mình bên nhà cậu các bạn nhé. Hôm nay thì có mặt tất cả mọi người trong gia đình mình ở đây. Bây giờ thì những cái lễ thì kết thúc rồi. Và mọi người thì sẽ cùng nhau ăn cỗ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Ado TV. Xin chào các bạn.